Thưa quý vị, với thông điệp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất, giờ trái đất năm nay kêu gọi mọi người cùng tiết kiệm năng lượng sử dụng hàng ngày, bảo vệ môi trường sống. Tại Thừa Thiên Huế, nhiều cơ quan đơn vị đã triển khai các ý tưởng, sáng kiến, thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện nhưng vẫn vận hành tốt các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất. Phóng sự sau ghi nhận sự hưởng thiết thực tại một doanh nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp. Trạm bơm điện Vinh Phú có công suất trên 550 mét khối một giờ. Với nhiệm vụ cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất cho trên 500 hecta lúa của xã Quảng Vinh, Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Tuy nhiên, để tiết kiệm điện năng, giảm chi phí sản xuất, trong những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế đã áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, đặc biệt thay thế hệ tủ điện, lắp đặt các tủ bù. Điều này không chỉ giảm tổn thất điện năng mà còn đảm bảo an toàn trong vận hành. Công ty đã bỏ ra một như vậy vừa rồi, toàn trạm chúng tôi là đều có hết, như vậy là gần 700 triệu để mà đã lắp đặt cái tủ bù này. Thì năm vừa qua thì toàn công ty là cũng được giảm, gọi là được giảm đi được 180 triệu so với trong khu vực là bọn tôi quản lý. Như vậy là mình thấy đó là một cái hiệu quả. Ý thức việc tiết kiệm nguồn năng lượng điện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như lượng khí thải CO2 ra ngoài không khí, gây nên hiệu ứng nhà kính. Trong những năm qua, công ty đã thay thế 17 tủ điện, lắp 29 tủ bù công suất KOSPI nhằm nâng hệ số công suất, giảm tiền mua công suất phản kháng theo quy định của ngành điện, giảm chi phí gần 1 tỷ đồng 5 năm qua. Thực hiện một số giải pháp là đầu tư nâng cấp một số thiết bị máy móc, rồi hệ thống tủ điện, đường dây cáp để nhằm là nâng cao hiệu suất của máy bơm và tiết kiệm chi phí điện năng và để giảm giá thành của sản phẩm. Mặt khác thì cũng tham mưu để bên ngành điện lắp đặt thêm một số công tơ ba giá và đặc biệt là công ty đã chủ động lắp đặt thêm cái hệ thống tủ bù cho tất cả một số trạm bơm để nhằm là nâng cao hệ số cột phi để mà giảm phạt tiền mua cái công suất phản kháng. Và trong cái thời gian nhiệm kỳ qua thì đã tiết kiệm cho doanh nghiệp bằng những biện pháp bằng lên đến hàng tỷ đồng. Thì để giảm chi phí sản xuất của công ty thì lãnh đạo công ty đã tổ chức họp và triển khai quán triệt một số cái nội dung. Một đó là tập trung cho cái công tác thay thế, nghiên cứu và thay thế ứng dụng các cái công nghệ của các cái thiết bị SU 201 là cái thiết bị inox để thay thế cho các cái thiết bị sắt thép không mau rỉ. Thứ hai là đã tổ chức cho cả bộ công nhân viên nghiên cứu lắp đặt là 15-16 cái tổ và cái tủ điện tủ bù để giảm cái công suất bù công suất phản kháng trên cái đường dây. Cái thứ ba là tổ chức cho anh em là tổ chức bơm các cái cá bơm hợp lý, trong đó thì tập trung để vận động vận hành giờ thấp điểm để giảm cái chi phí tiền điện trong quá trình sản xuất. Đến nay, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản được đầu tư hoàn thiện từ bằng lưới hồ chứa đến đê bao nội đồng, cổng cửa sông. Toàn tỉnh hiện có hơn 800 công trình thủy lợi, bao gồm 74 hồ chứa nước, 275 đập dân loại nhỏ, 414 trạm bơm điện và dầu phục vụ tưới tiêu cho trên 60.000 hecta đất nông nghiệp một năm. Hàng năm, công ty chi phí trên 5 tỷ đồng trong việc tiêu thụ điện năng của các công ty thủy lợi, trạm bơm. Việc đưa ra nhiều ý tưởng, sáng kiến thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện năng không chỉ tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà góp phần ứng phó tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt.